Đồ gỗ Nội Thất Hiệu Huân kính chào toàn thể quý khách, xin giới thiệu với mọi người đây là bộ tần thủy hoàng 12 siêu cong chất liệu gỗ hương đá. Và cái bộ này bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Hướng ở Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Đây là một bộ tần thủy hoàng cực kỳ là đẹp và một trong những mẫu bàn ghế bán chạy, phải nói là chạy nhất của xưởng đồ gỗ Nội Thất Hiệu Huân bên em. Và cái bộ này thì em tin chắc là trên thị trường hiếm có cái cơ sở nào cũng như là xưởng nào có thể so bì từ cái dáng dấp đến cách lựa chọn gỗ đến cái nước sơn hoàn thiện cuối cùng luôn. Từ cái dáng dấp rất là đẹp và gỗ thì cực kỳ là dày dặn chắc chắn, đẹp từ dưới gầm lên trên mặt luôn. Và cái sản phẩm này thì gồm có 6 món. Anh Hướng đã về tận xưởng bên em kiểm tra mộc rất là kỹ càng trước khi mà bên em hoàn thiện rồi. Thì hôm nay bên em đã hoàn thiện xong thì kính mời anh cùng tất cả mọi người dành ra một chút ít thời gian để em quay về cái nước sơn hoàn thiện cũng như là nói qua về thông số kỹ thuật dáng dấp để cho các bác có thể cùng phân tích so sánh với những cái mẫu hàng tần thủy hoàng trên thị trường. Tại vì cùng mẫu tần thủy hoàng các bác hỏi bao nhiêu tiền thì có rất là nhiều phân khúc giá khác nhau. Riêng cơ sở em cũng làm nhiều phân khúc giá để cho khách hàng lựa chọn rồi. Còn trên thị trường thì giá nó cực kỳ là đa dạng, phải tùy theo cái độ đẹp, độ tốn gỗ, độ dày dặn, rồi cái độ đẹp của cái khâu lọc lựa gỗ cũng như cái khâu hoàn thiện cuối cùng nữa cơ. Thế nên để nói đến cái xưởng bên em, xưởng đồ gỗ Nội Thất Hiệu Huân bên em thì luôn luôn làm đầu tư rất là kỹ từ cái khâu chọn gỗ đến nước sơn hoàn thiện cuối cùng. Và xác định là sẽ chi phí nó sẽ tốn hơn so với những cái cơ sở khác, nhưng bù lại chất lượng mọi người nhận về thì cực kỳ là yên tâm. Thế nên khách hàng đến với xưởng bên em thì không chỉ là đến một lần mà quay lại hoặc là kéo giới thiệu người thân, người quen, bạn bè đến với xưởng cực kỳ là nhiều. Đấy là một cái minh chứng khẳng định cho uy tín cũng như là chất lượng của sản phẩm xưởng đồ gỗ Nội Thất Hiệu Huân bên em. Các bác có thể nhìn qua cái bộ sản phẩm này được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá, không những lục lạc mà bên em làm rất là đều màu. Thế nên chỉ cần phun trần như thế này thôi, các bác đã nhìn thấy nó đẹp và gỗ nó đều ra sao rồi. Bên em phun màu rất là nhạt và đặc biệt là bây giờ trời đang mưa, hơi tối, thế nên quay sẽ không được đẹp như là khi mà trời hửng nắng. Các bác có thể nhìn thấy những giọt mưa nó bắn vào ghế nhưng mà nó vẫn rất là đẹp, rất là đẹp. Và nước sơn cuối cùng này hoàn thiện làm giấy giáp, các cái khâu làm nguội rất là kỹ để tạo ra cái sản phẩm nó vô cùng là sắc nét, và gỗ thì phải nói là rất là đều đẹp. Anh Hướng thì qua tận xưởng bên em lựa chọn từ mộc, thế nên vô cùng là yên tâm. Những cái sản phẩm bên em thì luôn luôn để mộc để cho khách hàng có thể qua lựa chọn. Thứ nhất là đảm bảo cho mọi người yên tâm, thứ hai là nếu mà ai không có điều kiện qua, bên em vẫn quay video rất là kỹ từ mộc trước khi hoàn thiện. Và cái sản phẩm mọi người nhận về luôn luôn là cái sản phẩm mới nhất chứ không phải hàng tồn, hàng cũ. Lúc nào cũng là full hoàn thiện từ mộc, rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy qua này. Và để nói về những cái điểm đặc biệt của bộ bàn ghế này, không những là gỗ chọn đẹp này, và còn cái bộ bàn ghế này nó còn làm rất là dày dặn. Khuôn tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân. Ván dày 2 phân dày dặn chắc chắn. Và hai lượt chỉ, mưa quá, hai lượt chỉ trơn. Cột là cột siêu cong. Cột này là cột 12 nhưng mà tốn gỗ hơn cả cột 14. Cột siêu cong, cột cong 36. Và các bác so sánh với những cái hàng cột không cong thì chi phí nó bớt đi được rất là nhiều. Và nếu mà so sánh với những cái hàng mà cột ít cong hơn thì giá thành nó sẽ thấp hơn. Cột này là cột nó cong hẳn nên cái khối gỗ xẻ ra nó sẽ rất là tốn gỗ thì mới vanh được cái cột cong như thế này. Và dáng cột nó trường ghế và đẹp sang trọng hơn cực kỳ là nhiều. Cái phần vách lưng bên em cũng làm cong thoải, cái trương cong ngả ra đằng sau. Và đặc biệt là cái phần chân, các bác xem chân vén đế liền này. Và cái dáng chân bên em cũng làm chân 12 dư, thế nên cái dáng chân từ dưới lên trên, cái chân nó cong mềm mại. Nếu mà làm chân 12 mà non ấy thì vanh không bao giờ được cong, được dẻo. Làm chân 12 dư như thế này, tóm lại cái gì bên em cũng cố gắng làm sao cho cái sản phẩm đẹp nhất, mặc dù là sẽ tốn gỗ hơn và công đi kèm cũng sẽ tốn hơn rất là nhiều. Nước sơn hoàn thiện cuối cùng thì phải nói là rất là kỹ càng, sắc nét cực kỳ đến từng cái chân nét đục luôn. Trương là trương liền xoáy. Sản phẩm thì sờ rất là mát tay, sơn bóng mờ. Mai rùa thì bên em để trơn, thì khi mà mai rùa mà dày như thế này, liền cả xoáy rồi để trơn như thế này thì nó rất là sang, rất là sang trọng. Ván thì dày dặn chắc chắn, nghe tiếng gõ là biết rồi.
hai lượt chị chân cong khỏe khoắn. Thế nên các bác nhìn cái bề ngang của dáng ghế này, cái này không nhìn được chân, nhìn bề ngang từ dưới lên trên rất là cân đối, và từng cái chi tiết của sản phẩm rất là sắc nét. Sắc nét làm hoàn thiện nó phải kỹ như thế này thì cái sản phẩm nhận về mới đẹp, và cái chất lượng nó thể hiện qua từng cái chi tiết dù là nhỏ nhất. Cái đoạn thì nói về độ dài kích thước thì cái đoạn có chiều dài 2m53, bên em làm cao bàn ghế tận 1m23, thế nên nó trường ghế lắm. Hai cái chiếc ghế đơn thì rộng 1m12, sâu 79 và cao 1m23. Đoạn có 8 chân, 4 chân trước, 4 chân sau. Vẫn là khuôn 4 ván 2, ván thì toàn bộ là ván liền tấm hết. Vân veo thì uốn lượn rất là đẹp mắt. Cột liền, cột siêu cong. Cột siêu cong liền khối. Và điện thoại lia đến đâu là các bác nhìn thấy phẳng lì, đẹp đến đấy. Quay, em quay chậm để cho mọi người tự cảm nhận và so sánh với những cái sản phẩm khác nhau trên thị trường. Nếu mà có điều kiện qua xưởng thì các bác nên qua xưởng em lựa chọn từ mộc, thì các bác sẽ nhìn thấy những cái phân khúc hàng khác nhau để so sánh về giá luôn. Tại vì nhiều bác không có nhu cầu mua bàn ghế VIP chẳng hạn, đấy mua bàn ghế bình dân, nhưng mà hỏi em bàn ghế giá bao nhiêu thì em cũng phải nói luôn là có nhiều phân khúc giá, và cái nhu cầu của mình đến đâu thì em sẽ tư vấn đến đấy. Hàng dày hay là hàng mỏng hơn, giá thành nó sẽ khác nhau. Và trên thị trường nếu mà làm chân gỗ ghiếc mà bám tâm dập thối thì giá thành chi phí nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Ván liền tấm và lì phẳng tít, rất là đẹp, vô cùng là sang trọng. Mua cái sản phẩm bỏ tiền ra mọi người cảm thấy là sản phẩm nhận về đáng tiền, đáng đồng tiền bát gạo. Bàn này thì có kích thước trên mặt kính là 75x1m47, phủ bì rơi vào tầm độ 85x1m57. Mặt bàn ván liền tấm dày 2 phân và đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió. Đục rất là kỹ càng. Vẫn có những hạt mưa là bắn vào nha các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Và cái ngăn kéo thì bên em làm 2 ngăn kéo. 2 ngăn kéo ở hai bên. Và đẹp từ cái ngăn kéo trở ra, các bác nhìn này. Đẹp từ cái trong ngăn kéo trở ra luôn. Rất là kỹ càng. Mộng mạ đầy đủ nhé các bác nhé. Mộng liền đầy đủ này. Đấy, đẹp từ trong ngăn kéo trở ra. Làm dây treo. Dây treo như thế này thì các bác kéo ra kéo vào nó sẽ yên tâm hơn. Vẫn là khuôn 4 ván 2, toàn bộ chân vén đế liền. 3 tầng cổ chỉ. Đây là chiếc ghế đơn còn lại đục chữ Phú. Thì vẫn là kích thước như thế, 1m12. Cột cong 36. Dáng cột dáng ghế rất là đẹp, mai rùa liền cả xoáy, trương liền xoáy, trương cong ngả ra đằng sau. Dáng ghế rất là đẹp. Cái đôn ngồi thì có kích thước là vuông 40, phủ bì là vuông 50. Nhìn từ dưới lên trên, gỗ xỉ lục lạc từ trong ra ngoài. Bàn đục rất là sâu các bác nhé, đục rất là sâu. Và bên em tỉa tót rất là kỹ. Đôn đầu bàn thì có kích thước là 85x1m x 50. Phủ bì rơi vào tầm độ 75x40. Sản phẩm gồm có 6 món. Cảm ơn anh Hướng rất là nhiều đã dành thời gian qua xưởng bên em đặt hàng. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Nếu mà mọi người có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ ngay tới số 0988685625. Bên em có thể tự tin khẳng định luôn là một trong những cơ sở đi đầu về chất lượng. Thế nên các bác đến với xưởng đồ gỗ nội thất Hữu Huân có thể yên tâm về từ chất gỗ đến nước sơn hoàn thiện cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.